Mấy đứa con nít chơi vui. Đây là cái lều. Nay mình đi cắm trại nha. Look. I burnt his feet. I want some. Yeah. Yeah, it's always better to try it at home. Yeah, thank you. Okay, I know how it's not working. It's broken already. Yeah. Kìa cháy rồi kìa. Ui trời, nó cháy rồi kìa. Oh my god. Don't make you crazy. Ooh, ngoan cái tay. Look, have a good tí. Mày xếp lại được cái nó lủng rồi tay. Oh. Con bỏ cái needle vô nó lủng mẹ rồi Khương. Cảy mẹ luôn cái đi đồ luôn Khương, trời ơi coi cái gì vậy chơi. Thôi trả lại không có work. I don't work. Không có work, không biết làm rồi, không có biết làm rồi. Lên là đó nãy nấm này chín rồi đó, khơi chơi đi đó. Thôi bỏ này lên ha. Ôi nó chưa có tan ra nữa làm sao được trời, để bỏ đại lên hết đi ha. Hai cục thịt bò mình ăn ra tiên. Yeah. Hai cục thịt bò người một cục nha Ti ơi. Chú vô nó nằm ngủ rồi. Giờ đó nó nằm. Vô nằm chơi xíu đi con. Chơi game xíu đi cho nó mệt rồi ra nghỉ chơi cho tiếp. Con đi vô. Vô chơi đi. Hello. Which one's which one is that one? Is it? I don't know. I'll just take this one. I don't really want it. No. What? You said you want to eat it later. I changed my mind. It tastes gross. Mấy giờ nay she's bad. Lấy game của mẹ, lấy phone của mẹ chơi cho nó ngồi, chơi ngồi nghỉ chút đi ra chơi tiếp. Nè. Nằm xuống đi. I'm eating crackers. Đó, nằm xuống ăn đi. And that's spicy. Ok, vui không? This is not spicy. Eat it. It's like ranch. It's like ranch.
I know that it's ranch cool. The cool ranch, the ranch cool. Okay, hello mọi người. Bây giờ mình đang ở park, ở công viên. Đó, mình đi cắm trại. Hôm nay mình đi cắm trại. Ai khoan, để coi. Mấy đứa nhóc nó bấm vô cái này mới được. Đây, cắm trại, đây là cái lều. Đó, hiểu không? Đó, đây là công viên nè. Mấy đứa nhóc đang chơi. Mày đi chơi với mấy đứa nhóc. Con của gì? Đây là thịt bò mình đang ăn dở nè. Phải bóc bằng tay, không có nỉ muỗng hết, phải bóc bằng tay. Quên đem tùm lum hết. Giờ phải đi mua đồ. Mình ở đây mình coi mấy đứa nhóc. Đó. Tại gần đây có cái tiệm Dollar Tree, tiệm một đồng một đô, chạy ra mua cái nồi nấu mì. Này có, này ở đây có thịt bò, bò nướng. Đó, nấm nè, bắp nè. Cà phê nè, Starbucks nè. Để gì? Có mấy cái, có cái nệm mà thổi phòng lên mà bị gì rồi không biết, bị hư gì rồi phải đem trả lại. Đó. Nên là mới vừa nướng xong, giờ chờ dì mua đồ. Dì mua đồ, mua nồi, mua kéo, mua đồ về nấu mì ăn. Bây giờ như là 12 giờ rưỡi, 1 giờ gì đó. Có mấy đứa nhóc chơi đá banh nữa ha. À, cái này là nhà người ta, gia đình người ta chơi. Đó, bên kia là có cái chòi. Cái chòi không ta? Mỗi cái công viên là đều có một cái chỗ. Đó, bên kia là cái chỗ, cái chòi, cái đây để mát, cái gọi là gì vậy? Chỗ để chui vô cho mát, che nắng che mưa. Đó, ở đây là cái lều của mình, cái lều nhà mình nhỏ gọn. Người ta đang chuẩn bị vô nè. Không biết đi về hay đi vô chơi nè. Câu cá nè, có cái thằng câu nữa kìa. Thằng câu nữa. Đầm hai tay không có thu gần lại được. He play with. Thằng con của dì chơi với đứa tụi bạn. Thằng con của dì có bạn mới rồi. Đó, chơi với gia đình bên kia, hai mẹ con bên kia.
Yeah.